Thì để mà cắm hoa theo cái lẵn này á, thì đầu tiên là mình sẽ cần một cái, nói chung là các bạn có thể kiếm cái này rất là dễ dàng trong chợ hoa Hồ Thị Kỷ, là một cái hộp như thế này. Một là các bạn kiếm cái hộp này thì các bạn để ở nhà, còn nếu mà muốn đi tặng á, thì các bạn mua cái lẵn kiểu mà có tay cầm á, thì cũng rất là tiện ha. Rồi cục mút này đó, rồi nước dưỡng hoa. Nước dưỡng hoa thì Yến vẫn lấy như cái loại cũ ha, thì Yến đã ngâm hoa rồi. Rồi hoa hồng, hoa ly ha, tại vì là chúng ta cắm ở nhà cho nên là các bạn lựa ly hơi nở chút xíu, còn khi nào mà các bạn bán á, thì hoặc là trong những ngày lễ Tết á, thì là mua ly mà chưa nở để về mình còn dưỡng sau. Rồi đây là gọi là lá lan để mà mình làm lá đệ đệm ha, còn đây là đinh lăng và hoa lan ha. Rồi thì bây giờ thì Yến sẽ hướng dẫn trước cái phần gọi là làm sao để nhét cái cục này. Thì điều mà khi mà chúng ta làm những cái lẵn này á, thì chúng ta lo lắng nhất á, là cái vấn đề gọi là nước nó mà chảy xuống dưới thì mà chúng ta để không thôi. Thì các bạn sẽ tận dụng cái bình ni lông mà đựng cái hoa ly hoặc là hoa lan nè, các bạn sẽ đo vô đây rồi xong rồi các bạn sẽ ướm cái cục này lên thì nước nó sẽ không có chảy xuống dưới ha. Rồi chúng ta đầu tiên là chúng ta sẽ đo cục này trước. Bây giờ đầu tiên thì chúng ta sẽ cắm lá lan trước ha. Các bạn cắm tạm đây trước ha, rồi sau đó mình sẽ phủ thêm một cái lớp mà cỏ đinh lăng lên để mình che trước cái này, rồi sau đó là mình sẽ cắm hoa lên và mình cắm nền ở phía sau ha. Rồi, Yến sẽ bỏ cái linh lăng này, cái lá lan này qua một bên. Đó, thì các bạn cũng đã thấy là nó đã che được cái chân rồi ha. Thì bây giờ mình sẽ cắm những cái hoa tiếp theo. Hoa nó sẽ được gọi là giữ nước được lâu hơn và nó dễ hút hơn ha. Thì nếu mà khi mắt bạn vừa cắm vừa ly với vừa lan và vừa hồng á, thì các bạn nên gọi là cắm theo dạng xéo, có nghĩa là theo hình chữ L mà là xéo á, nghĩa là nó sẽ như thế này, nó dài qua đây ha. Các bạn nên chừa những cái lá này lại để cho nó che bớt những cái khoảng không giữa các hoa lại với nhau. Nếu mà dư lá quá thì chúng ta có thể lật bớt ha, không sao hết. Ở cái chỗ này nè, các bạn nên lựa những cái hoa mà có cái kích thước nó đều, nó xem xem bằng với nhau á, thì nó sẽ đẹp hơn ha. Và trước khi cắt thì các bạn nên đo. Rồi sau đó thì đi sẽ cắt tiếp cái phần hoa ly ở ngay cái chỗ này ha. Hoa ly sẽ là làm chính ngay chỗ này. Thì ngay cái chỗ này nè, các bạn cũng đừng quá lo lắng nếu mà nó có khoảng không ở giữa này, tại vì hoa nó sẽ còn nở ra nữa ha. Ít phủ gọi là lá lan, hoa lan vô, và sau đó thì phần còn trên đây á, là mình sẽ cho hoa hồng. Thì hồi nãy khi thấy lấy cái thân dưới á, để làm hoa rồi thì còn vui như thế này, thì chúng ta sẽ cắm qua phía bên đây ha. Gần ngay chỗ cái cạnh bàn để mình dễ đo hoa ha. Thì mình sẽ
đầu của cái lan mà hồi nãy mình cắt cái những cái này để mình chừa bông thôi. Còn bên đây thì nó sẽ dài ra ha. Thì cái độ dài này tùy thích các bạn thôi. Đó. Rồi. Và bây giờ là ở phần dưới này á. Thì mình sẽ tiếp tục lấy lại lá lan ha. Rồi các bạn thấy đó, thì sau Yến đã hoàn tất xong một cái lẵn cắm hoa rồi ha. Bây giờ các bạn chỉ cần lấy bình xịt nước rồi các bạn xịt lên thôi. Thì cái lẵn này thì các bạn muốn tặng Happy Birthday thì các bạn mua thêm cái miếng Happy Birthday. Hoặc là muốn tặng ai thì cứ mua thêm cái miếng ở ngoài chợ hoa hồi thì kỹ nó có đầy đủ ha. Rồi, thì chúc các bạn thành công.